Xin chào các bạn tập chúng ta đến đâu rồi? Tuần này là tuần thứ ba rồi đấy. Và ngày hôm nay thì mình có một thầy giáo tên là Uwe. Thầy đã dạy ở Zanip và cũng đang dạy ở Zanip. Thầy có lớp lúc khoảng 10 rưỡi và mình sẽ tham gia cái lớp của thầy. Nhân tiện thì mình nhờ thầy làm diễn viên đóng thế luôn. Hôm nay chúng mình tập handstand mà để làm thế nào mình có thể cảm nhận được hai cái hông này nó thăng bằng. Vì vậy mình cần một người để tập đôi. Thầy Uwe sẽ tập và mình sẽ chỉ cho các bạn biết là lên như thế nào. Okay, hi Uwe, can you say hi to my student? Hello. Okay, right. So you can we're gonna start with the plank. So you're gonna go with plank. Yeah. Okay. Trước hết thì chúng ta hãy để chúng ta hãy xuống ở tư thế tấm ván. Can you push this? Push my hand. Yeah. Okay. So chúng ta hãy để tập ở tư thế tấm ván như vậy và siết cơ bụng thật chặt và đẩy hai vai lên, siết cơ delta vào trong. Đấy. Sau đó thì bạn của các bạn sẽ hỗ trợ là nâng chân này lên, nâng cả hai chân này lên. Okay, you're gonna firm your hands and then bring the pelvis up towards the sky. Up, up, up. Okay. Now your hips is over your shoulder. Và bạn thế phải để hai hông của các bạn lên trên cùng đường thẳng với lại vai. Như thế và siết chặt cơ delta. You're gonna bring your legs up towards the sky. Và đưa từng chân một lên, đẩy ở bàn chân. Push up to the base of the big toes. Siết cơ bụng lại. And then bring it down. Rồi từ từ đổi chân. And then change your legs. Push up. That's it. And then bring it down. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ tập. Okay. Go down. And you're gonna have a rest. Mm-hmm. And rồi chúng ta lại nghỉ và khi nào chúng ta hồi sức thì chúng ta lại tập tiếp. Tập đều đặn như vậy để cảm giác là hai hông được thăng bằng, không có hông nào bị bặn sang bên hông nào hết. Và điều đấy thì chúng ta mới cảm nhận được rằng hai hông của chúng ta thực sự là thăng bằng. Và bây giờ thì chúng ta hãy tập một cái bài tập khác. Tức là mình sẽ đứng ở đằng trước Uwe và Uwe sẽ lên trên tay. Okay, can you move up and maybe I can just stand over here. And since you are here, come into downward facing dog. Okay, và người tập sẽ đưa mình trở về tư thế chó úp mặt. Đó. Sau đó thì sẽ người tập sẽ bước chân phải lên trên về lên phía trước một chút. You're gonna step your right leg a little bit forward. Step forward, yeah, just halfway there. And then you can kick your left leg up into the sky và nhảy nhún nhẹ chân trái lên. Okay. Và tôi sẽ giữ chân trái, siết thật chặt. Okay, engage your legs, pressing to the base of the feet toes, and then bring your leg up. Và tôi sẽ làm một cái tấm nấm như vậy, kẹp ở giữa chân của anh Uwe. Và you're gonna squeeze my fist. Và đề nghị là người tập hãy siết thật chặt cái nắm đấm đó để cảm nhận thăng bằng của hai hông và siết cơ bụng đó. And you breathe in and out softly và thở đều. Okay, you're gonna bring your legs down one at a time. Rồi hạ từng chân một xuống và nghỉ ở tư thế child pose and thư giãn. And then you're gonna come up and do the other legs. So đừng quên tập cả hai chân. Anh bước chân phải, chân trái lên. And then kick the other legs up. Rồi cứ chân kia lên. Alright. Tôi sẽ giữ hai hông của anh ý. Rồi. Giữ chân này. And then bring the other legs up. Giữ cả hai chân. Và lại tạo một nắm đấm ở giữa hai chân của anh ý. Squeeze my fist.
and breathe in and out softly. Và thư giãn, thở đều. Okay, cảm nhận hai không? And then bring the legs down and rest and try. Rồi thư giãn lại tư thế đứa trẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bức tường. Nếu như các bạn không có người tập cùng thì chúng ta sẽ dựa vào bức tường để chúng ta tập. Okay, we're gonna move to the wall and we're gonna measure yourself in Tadasana, sitting Tadasana. I'm gonna move the camera a little bit closer to the wall. Okay. Tư thế Tadasana ngồi tức là chúng ta áp hẳn hai bàn chân vào bức tường. Okay. Và chúng ta sẽ đo cái phần mông này và giữ đó, rồi chúng ta quay trở lại and then turn your body facing it. Rồi người tập sẽ bước trèo lên bức tường and then you walk up. Okay. Và làm thế nào mà để hai chân của chúng ta ở tư thế Tadasana, tức là hai bàn chân ấn vào bức tường, để hai hông vuông góc, hai hông trên cùng một đường thẳng với lại hai vai, siết thật chặt cơ delta, siết cơ bụng vào trong. And then slowly, one leg at a time, bring it up, squeeze, squeeze, squeeze. Rồi từ từ đưa từng chân một lên, giữ thăng bằng hai hông. Okay. And then bring it down. And then change the other legs và đưa chân kia lên, đổi bên. Press into the base of the big toe. Rồi đẩy các bàn chân này. And then go down. And then go down. Rồi thì hạ xuống. Cứ như vậy thì là mình sẽ hy vọng là các bạn sẽ đưa cái ba bài tập này vào việc tập chuối tay hàng ngày để tạo sức mạnh cho cánh tay, vai, cơ bụng và độ thăng bằng của hai hông.